Công nhận ông Nghê bên mình nhìn đầy đặn, khỏe, khôn và rất có hồn luôn. Dạ vâng, em rất là cảm ơn cái bình luận của anh Duy Tân. Và cái trong cái bình luận này thì em Minh cảm thấy rằng là có rất là nhiều các bác khách hàng đến với cả Đồ Gỗ Vương Thao đã từng chứng nhận là nghề của Đồ Gỗ Vương Thao vô cùng là có hồn và rất là cuốn hút như thế rồi. Và bây giờ thì em Minh xin mời anh cùng với tất cả quý vị đang xem kênh của Đồ Gỗ Vương Thao hãy đi vào trong xưởng sản xuất của Đồ Gỗ Vương Thao để xem rằng là nghề của Đồ Gỗ Vương Thao đục như thế nào. Và đây chính là một cái kho tàng báu vật của Đồ Gỗ Vương Thao mình đã khoe ở những video trước rồi đấy. Xin mời quý vị ạ. Đối với một người tự mộc thì cái việc mà đục chạm lên các cái sản phẩm cho bộ bàn ghế, đặc biệt là đục chạm linh vật, thì cái người tự mộc phải có một cái tìm hiểu rất là sâu, rất là kỹ và đạt đến cái trình độ phải nói rằng là vô cùng là tuyệt, và có cái cảm với lại cái linh vật thì mới có thể đục lên những các cái ông nghê mà quý vị nhìn thấy có sức hút, huyền uy và có một cái sự cuốn hút mạnh mẽ đến như thế này. Và khi mà làm mộc mà quý vị thấy rằng là các cái led đục nó đã tinh như thế này rồi, thì khi mà sơn một cái lớp VU bóng lên thì quý vị thấy rằng là có tất cả những các cái đường led nó sẽ hiện lên vô cùng là chỉn chu, vô cùng là mượt mà và tạo nên được một cái sự cao cấp cho cái bộ bàn ghế. Và quý vị nhìn thấy không, đây chính là một cái chiếc chương của cái ghế đơn, và đây là cái chiếc chương của bộ bàn ghế nghê, là nghê lăng đầu của Đồ Gỗ Vương Thao. Ông nghê tạo trên đỉnh rất là cao và ở phía dưới chính là bốn cái đầu rồng và đầu nghê, thế nên là tạo nên được một cái góc của như là kim mộc thủy hỏa thổ, năm ngũ hành rất là phong thủy cho không gian của ngôi nhà, tạo nên một cái sinh khí rất là tốt đẹp, làm hài hòa cái ngũ hành trong không gian của ngôi nhà, làm hài hòa mọi thứ ở trong ngôi nhà để tạo nên một cái phong thủy rất là đẹp cho gia đình. Và như quý vị đang thấy ở đây chính là ông Bê tạ ở trên đỉnh ngọc của bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh cột 16 và 5 đầu. Đây là cái chiếc bản, như quý vị thấy rằng là nghê đang đứng ở trên đỉnh núi và ở phía dưới là hai triển núi rất là cân đối hài hòa. Và ông Bê thì là một cái linh vật mà không có thật và được kết hợp giữa đầu sư tử và thân của loài chó, nên là phải cái sự kết hợp này phải là một người nghệ nhân rất là am hiểu thì mới có thể làm ra được một cái linh vật nghê mà nó tạo nên cái cảm giác mà nhìn rất là quyền uy, rất là năng lượng như thế này. Thoạt đầu quý vị khi mà nhìn cảm thấy rất là dữ, cũng giống như em Minh khi mà nhìn vào bộ bàn ghế ngày đầu tiên mà em Minh đi làm thì em Minh thấy rất là sợ, thế nhưng mà càng nhìn thì em Minh lại càng cảm thấy cuốn hút và thấy cảm thấy rất là gắn bó với nó. Đấy chính là cái điều mà ai cũng cảm thấy thích thú, bởi vì càng sử dụng bộ bàn ghế, càng ngồi bộ bàn ghế ở nhà mình càng cảm thấy yêu thích, mình càng cảm thấy cuốn hút, mình càng cảm thấy đam mê, mình càng cảm thấy mê đắm, thì đấy chính là cái điều mà Đồ Gỗ Vương Thao muốn gửi gắm. Đây chính là cái bộ bàn ghế mà em Minh sắp sửa sẽ dựng lên để quý vị có thể đến chiêm ngưỡng, ngồi thử và chọn mua cho không gian của gia đình nhà mình. Nên là quý vị hãy theo dõi kênh của chúng tôi, khi mà Đồ Gỗ Vương Thao dựng lên thì chắc chắn là sẽ có một cái chiếc video để trình làng, để hẹn quý vị đến cơ sở của Đồ Gỗ Vương Thao để trực tiếp chọn mua sản phẩm Đồ Gỗ Vương Thao cho gia đình mình một cách chất lượng nhất, chu đáo nhất, và những các cái sản phẩm này vô cùng cao cấp để quý vị có thể chọn được với trong ngôi nhà của nhà mình. Đồ Gỗ Vương Thao không làm quý vị thất vọng đâu ạ. Cuối cùng thì em xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm Đồ Gỗ Vương Thao lần sau. Nhớ follow kênh của chúng tôi nhé. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ Gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ Gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.